Hello, xin chào mọi người, mình là Tôi Đi Quýt Dạo. Chào mừng mọi người đến với kỳ live TikTok đầu tiên của Tôi Đi Quýt Dạo. Các nhà bạn nào chưa biết thì live TikTok nó giống như là một dạng chém gió nhanh, gọn, lẹ. Mình sẽ trình bày một vấn đề nhỏ nhỏ trong vòng khoảng 2-3 phút. Mình sẽ nói về chuyện là lập trình viên cần phải gì học tiếng Anh và học tiếng Anh như thế nào để cho nó tốt. Thì hiện tại mình không ở Việt Nam mà mình đang ở Singapore và làm việc tại Singapore. Và ở nước ngoài thì dĩ nhiên ấy là phải giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh rồi. Thì tại sao lập trình viên phải biết tiếng Anh, phải học tiếng Anh? Chốt lại bằng một câu rất là đơn giản thôi, học cái ngành này mà không biết tiếng Anh thì có ăn cám hoặc là ăn cơm cũng được. Thì tại sao vậy? Hầu như là tài liệu trong ngành là tiếng Anh cả. Các bạn bây giờ học những cái thứ nhỏ nhỏ như là C++, PHP thì có các trung tâm dạy, còn những cái công nghệ mới hoặc là những cái framework là để người dùng ấy thì chỉ có tài liệu tiếng Anh thôi. Và nói chung là so về chất lượng thì tài liệu tiếng Việt cũng không có bằng tài liệu tiếng Anh, tại vì những cái mới những cái người ta cập nhật ấy thì nó đều có tiếng Anh cả. Và nếu biết tiếng Anh ấy, thì là cái kiến thức của bạn nó sẽ khác hoàn toàn với những đứa chỉ biết tiếng Việt không, bởi vì bạn có thể lên các trang như là Medium, Quora hoặc là tải ebook về đọc. Khác với chuyện ấy là mỗi khi mấy đứa tiếng Anh ấy, tụi nó tìm tài liệu nó phải đọc tiếng Việt, nó phải lên các forum nó hỏi. Còn mình đã biết tiếng Anh rồi ấy, thì mình chỉ việc ấy là Google cái tên công nghệ đó cộng ebook là sẽ có bạn tiếng Anh hay để đọc. Thôi mình ăn tí rồi mình sẽ tiếp tục nha. Ăn xong rồi mình tiếp tục chém gió đây. Như mình vừa nói thì lý do thứ nhất đọc tiếng Anh đó là phải có tiếng Anh thì bạn mới có thể tìm hiểu về công nghệ, có thể giữ cho mình luôn luôn giỏi và luôn luôn bắt kịp thời đại. Lý do thứ hai là vì tiền và nghề. Vì tiền thì nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ ấy, mặt bằng chung các công ty nước ngoài họ đều trả lương cao và nhanh nhỉnh hơn các công ty Việt Nam một chút. Và kể cả công ty, trong các công ty Việt Nam với nhau ấy, thì những người biết tiếng Anh ấy, thì họ sẽ có nhiều lợi thế hơn có những người chỉ giỏi tiếng Anh. Các bạn đi làm ấy, mà các bạn muốn được ra nước ngoài làm việc ấy, thì nghĩa là công ty cử đi on site thì các bạn phải chứng minh là mình có bằng tiếng Anh hoặc là mình giao tiếp tiếng Anh được thì họ mới dám cho bạn ra nước ngoài để mà làm việc với khách hàng. Chứ còn tiếng Anh là bạn gặp lòng hỏng mà không biết thì sao mà hỏi cử đi on site. Hồi năm đầu tiên ấy, mình mới phải được khoảng 3 tháng thôi thì mình phỏng vấn với công anh khác cũng phỏng vấn, anh ấy làm 3-4 năm rồi, anh ấy rớt và mình đậu để đi qua Singapore on site. Thì lý do ấy là anh ấy tiếng Anh không được, mặc dù tiếng Anh còn có thể giỏi hơn mình ấy, nhưng mà phỏng vấn tiếng Anh là không trả lời được, không giải thích, không trình bày được, thì nói chung là cũng rớt à. Nên các bạn phải học tiếng Anh cho giỏi thì mới có thể mà đi nước ngoài được kiếm nhiều tiền cho được. Vậy muốn giỏi tiếng Anh ấy thì mình phải làm gì? Thì tiếng Anh có rất là nhiều cái loại giỏi, có người giỏi nói, giỏi nghe, giỏi viết, nhưng mà mình khuyên là lập trình viên thì các bạn nên học cái kỹ năng quan trọng nhất là kỹ năng đọc. Tại sao đọc? Tại vì chúng ta đọc tài liệu, đọc hướng dẫn, đọc tutorial này nọ hầu như là đọc là chính. Còn cái việc nghe nói thì cũng tùy công ty, cũng tùy bạn có ra nước ngoài làm việc hay không. Thì để luyện kỹ năng đọc cũng rất là dễ, không có gì khó cả. Các bạn bắt đầu từ những cái đơn giản trước, đọc những cái sách tutorial dạng cơ bản như là trên mấy trang free bootcamp này nọ này, hoặc là tại những cái cuốn sách như là Head First, C Sharp, Head First Java, C Sharp for Dummies này nọ chẳng hạn, rất là dễ đọc và nó là vừa học lập trình vừa học tiếng Anh luôn, rất là tiện. Thì các bạn cũng không cần nhiều đâu, mỗi ngày học khoảng 1 tiếng 2 tiếng đọc mỗi 3 cuốn sách là ok rồi. Thì dần dần quen thôi, ngày xưa tiếng Anh mình cũng dốt lắm mà đọc nhiều mình quen. Còn khi nào bạn đọc sách technical mà cảm thấy thoải mái rồi thì bắt đầu chỉ với các loại khó hơn thì tí mình sâu cho mấy cuốn sách nhà mình giới thiệu ấy. Thì ngoài cái thể loại sách về tin học, sách kỹ thuật đó, thì bạn có thể đọc những một số cuốn về kinh tế và sách dạng như fiction. Ví dụ như cuốn này, Think Like a Freak, là một cuốn sách về kinh tế và nó là một phần về self-help khá hay. Hoặc là một cuốn When Freak Become Air, khi hơi thở hóa thành tinh không. Cuốn này được Bill Gates đánh giá là một cuốn sách rất là tuyệt vời và mình thấy cũng rất là hay. Các bạn có thể tìm đọc thử, thay vì đọc bằng tiếng Việt, có đọc bằng tiếng Anh và trau dồi thêm. Hay mà để luyện tiếng Anh ấy là phải chịu khó giao tiếp và chịu khó nói, dạng nói thôi. Người Việt mình ấy thì người ta thường hay sợ nói tại vì sợ phát âm sai, bị chê cười, thật ra cũng chả sao cả. Tại vì Singapore với bọn Singapore nó phát âm kiểu Sinlit, tức là kiểu Trung Quốc mà tụi vẫn mua bán bình thường, vẫn sống bình thường, nó có ảnh hưởng gì đâu mà phải phong chuẩn làm gì. Các bạn cứ luyện tập nó là đơn giản hay là được. Vậy tóm cái váy lại là gì? Là tiếng Anh rất quan trọng với lập trình viên. Bạn nào mà không học hoặc là tiếng Anh không giỏi ấy, thì sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều so với những bạn khác và con cơ hội thôi cũng khá là thấp. Vì vậy nếu mà có khả năng và nếu có thời gian thì cờ sinh viên các bạn nên học đi, kiểu sau này ra trường hối hận đấy. Còn muốn học như thế nào ấy thì mình đã nói trong clip rồi, hoặc các bạn cứ lên blog Tôi Đi Quýt Dạo để xem một bài tương tự nhé. Cho nên các bạn tôi đọc tiếng Anh như thế nào ấy, nhớ học và làm theo. Hẹn gặp lại các bạn.